Đã thành thông lệ, cứ mỗi tháng một lần, nhóm thợ của salon tóc 5 Barber ở địa chỉ 138 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh lại chuẩn bị đồ nghề đến với những em nhỏ ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Họ làm việc hoàn toàn miễn phí bởi tất cả thành viên đều hiểu rằng đây là những em nhỏ khó khăn, thiệt thòi, không có được sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Công việc cắt tóc được thực hiện cẩn thận, chu đáo, dưới bàn tay của những người thợ lành nghề. Chẳng mấy chốc, các em nhỏ có một diện mạo gọn gàng, tinh tươm. Con cảm thấy rằng là đầu tóc của con sạch sẽ, gọn gàng hơn và các chú, các anh ở đấy là đã kể cho chúng con những tấm gương đã vươn lên trong cuộc sống. Nói chung là từ những chỗ nào mà mình thấy có những cái con người mà cần đến mình thì mình sẵn sàng để giúp đỡ những cái bệnh nhân cũng như là các em nhỏ để các em có những cái mái tóc gọn gàng hơn để đến trường. Và cũng qua những cái lần mình đến đây cắt thì mình cũng nghe được rất là nhiều lời tâm sự của các em, thì cũng thấy được là các em đã thiệt thòi rất là nhiều. Thì mình cũng là một con người công dân Hà Tĩnh, thì mình cũng muốn làm một cái gì đó cho các em. Salon tóc 5 Barber đã duy trì việc cắt tóc thiện nguyện cho các bạn nhỏ tại làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh từ hơn một năm nay. Ngoài ra, họ cũng tham gia cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân trong một số hoạt động được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Những hoạt động này đã được duy trì trong suốt 5 năm qua, với tâm niệm ai cũng có thể làm thiện nguyện theo cách riêng của mình, miễn rằng có tấm lòng hướng đến các hoàn cảnh khó khăn. Cũng mong muốn lan tỏa cái tinh thần để cho cộng đồng thể là ở đấy còn rất nhiều trường hợp đang cần sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng ngoài. Các bạn bên salon của 138 Hải Thượng luôn là người từ chủ động để kết nối với đơn vị chúng tôi để giúp các con cắt tóc miễn phí cho các con. Các bạn đã không quản những cái ngày nắng, ngày mưa hay là đêm muộn, các bạn vẫn sẵn sàng. Đến với làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, các thành viên của salon tóc không chỉ gửi gắm tình yêu thương trên từng mái tóc gọn gàng, mà còn bày tỏ mong muốn các em phải luôn nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chủ salon sẵn sàng đào tạo miễn phí nếu các em có nhu cầu và đam mê với nghề cắt tóc, đặng tìm kiếm một công việc hợp lý sau này. Không những là cắt tóc ở đây mà tất cả những em ở đây mà để em nào lớn mà muốn có đam mê để theo nghề thì shop sẽ sẵn sàng hỗ trợ đào tạo miễn phí để các em có một cái nghề để có thể là mưu sinh lâu dài, và sau sẽ là hỗ trợ lại cho trung tâm. Không chỉ một tháng một lần mà khi nào các em nhỏ cần thì các thành viên salon tóc vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng. Trong số này có những em khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhưng cũng có những em khuyết tật phải nằm một chỗ. Việc cắt tóc hết sức khó khăn nhưng không ai nề hà. Từ sự tận tình trách nhiệm của những người thợ, các em nhỏ ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh có thêm những sự yêu thương ấm áp, tiếp thêm niềm tin động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.